Vladimir Putin, sinh năm 1952, là chính khách quyền lực nhất nước Nga hiện nay và cũng là một trong những chính khách có tầm ảnh hưởng bậc nhất trên thế giới. Đặc biệt, đang nổi lên là một người quyết định đến các chính sách thi hành chiến tranh với nước láng giềng Ukraine. Ông bắt đầu lãnh đạo nước Nga từ năm 1999 đến nay và hiện là nhà lãnh đạo Nga tại vị lâu nhất kể từ thời Joseph Stalin. Bỏ qua các vấn đề chính trị và quân sự gây tranh cãi, bản thân Putin cũng được biết tới với tư cách là một tay chơi đồng hồ nổi tiếng, sành điệu, đang sở hữu những sản phẩm cao cấp, đắt tiền và tinh tế. Có lẽ, nếu được tìm một người nào đó có kiểu cách gần giống với nhân vật điệp viên James Bond nhất ngoài đời thực, vốn cũng là một biểu tượng sử dụng đồng hồ cao cấp, thì có lẽ chính là Putin. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ sưu tập đồng hồ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Blancpain Grandet Aqualung 2850B1130A64B. Sản phẩm đầu tiên cũng là mẫu đồng hồ chúng ta thấy ông đeo khá nhiều trên truyền thông, đó chính là mẫu Blancpain Grandet Aqualung. Đây là một chiếc đồng hồ vỏ thép có kích thước 40mm với 3 kim một lịch đơn giản. Nó được hãng đồng hồ lừng danh Blancpain ra mắt năm 2005 với số lượng giới hạn 2.500 chiếc với giá bán 20.000 USD, tương đương khoảng 471 triệu Việt Nam đồng. Phần mặt số màu đen tuyền, các cọc số, kim khá lớn, phủ dạ quang siêu sáng rất dễ xem giờ. Độ tương phản cao, đậm chất đồng hồ công cụ. Tại góc 6 giờ, chúng ta có thêm một ô lịch cỡ lớn. Cỗ máy bên trong có tên mã caliber 6950, tự động lên dây cót, độ dài 4,75mm. Được cấu tạo từ 285 thành phần, sở hữu 35 chân kính, vận hành ở tần số 3 Hz, khả năng tích cót lên tới 72 tiếng. Chiếc đồng hồ này hiện đã dừng sản xuất. Do phong cách thể hiện đơn giản, sang trọng nhưng không quá phô trương và dễ xem giờ nên các bạn sẽ thấy nhiều lần ông Putin đeo nó xuất hiện trước giới truyền thông. Có vài điều bạn cần biết về chiếc đồng hồ gần như là huyền thoại gắn liền với ông Putin này. Năm 2009, ông ấy đã tháo nó tặng cho con trai của một người nông dân chăn cừu tại vùng Tuva, quê hương của ông Shoigu. Sau đó, ông Putin lại đeo một chiếc đồng hồ khác rồi cũng tặng cho một người thợ khóa thuộc nhà máy bộ quốc phòng Tula. Đến năm 2010, người ta lại thấy ông tháo nó và ném vào một bệ bằng bê tông thuộc công trình thủy điện. Và ngay ngày hôm sau, người ta lại một lần nữa thấy ông đeo nó. Không ai biết rõ Putin có bao nhiêu chiếc Blancpain Grandet Aqualung trong bộ sưu tập. Tuy nhiên, chỉ biết chắc rằng ông thật sự yêu thích nó và đồng thời khiến hãng Blancpain thơm lây nhờ vào sở thích của ông. Patek Philippe Perpetual Calendar 5039G là một chính trị gia danh tiếng và sành sỏi. Chắc chắn sẽ không thể thiếu được một chiếc đồng hồ Patek Philippe danh giá trên cổ tay. Đúng vậy, sản phẩm tiếp theo chúng tôi muốn nhắc đến là một chiếc đồng hồ phức tạp sở hữu lịch vạn niên, Patek Philippe Perpetual Calendar 5039G. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1991, đây là một sản phẩm có kích thước không quá lớn, chỉ khoảng 35,5mm, rất mỏng với độ dày 8mm. Bạn đọc cũng đừng quá ngạc nhiên. Thực tế, ở phương Tây, có rất nhiều người nổi tiếng thích đeo đồng hồ có kích thước nhỏ bởi nó sẽ gọn gàng hơn khi vận động và không gây khó khăn cho việc cầm bút hay sách để viết hoặc ký. Sản phẩm này được chế tác từ vàng 18K, bộ niềng được chạm khắc vân họa tiết Clos de Paris tinh tế. Đồng hồ sở hữu mặt số màu trắng sữa, bộ hệ thống lịch phức tạp, bao gồm cả lịch vạn niên, chỉ báo năm nhuận và bộ lịch tuần trăng Moon Phase. Mặc dù phức tạp, nhưng phối trí của đồng hồ vô cùng gọn gàng ngăn nắp, dễ xem giờ. Chúng tôi cho rằng có lẽ đây cũng là một yêu cầu của ông Putin khi tiến hành lựa chọn đồng hồ cho cổ tay của mình. Cỗ máy bên trong có tên mã là 240Q tự động lên dây cót lừng danh. Đây là hệ thống máy cúc áo tự động siêu mỏng có từ những năm 1977 cực kỳ thành công của gia đình Patek. Phần bánh lắc được làm từ vàng nguyên khối 22K, độ dày chỉ 3,75mm, vận hành ở tần số 21.600 VPH, khả năng tích trữ năng lượng 48 tiếng. Bất kể những ai đam mê đồng hồ cao cấp đều biết đến sự nổi tiếng và lâu đời của cỗ máy này, và người lựa chọn nó trên cổ tay chắc chắn phải rất sành điệu, có hiểu biết cũng như tiền bạc. Giá bán của chiếc đồng hồ hiện tại khoảng 40.000 USD, tương đương khoảng 942 triệu Việt Nam đồng. FP Yuen Chronometer Blur 1304 CS
Appelliner có lẽ là thợ đồng hồ thủ công có danh tiếng bậc nhất trên thế giới hiện nay. Những chiếc đồng hồ của ông được xếp vào hạng đắt đỏ và tinh xảo bậc nhất trên thế giới, và sản phẩm trên cổ tay quý ngài Tổng thống Putin cũng không phải ngoại lệ. Đừng để bị vẻ bề ngoài đơn giản của nó đánh lừa. Mỗi đường nét của nó, nếu được soi dưới kính phóng đại, đều sẽ khiến cho bất kỳ tay chơi nào cũng phải nể trọng. Ra đời khoảng năm 2009, sở hữu kích thước vừa phải, chỉ 39mm, dài 8,3mm, khá mỏng và dễ đeo. Bộ thân vỏ được làm từ kim loại tantalum vô cùng hiếm có màu xám đen huyền bí, cực bóng, rất cứng, có khả năng chống ăn mòn vượt trội, kể cả axit cường toan cũng không làm suy xuyển được. Nhiệt độ nóng chảy là 3016 độ và có mật độ 16,65g trên 1cm khối. Phần mặt số có màu xanh lam tuyệt đẹp, đi kèm các chỉ số Ả Rập lớn, bộ kim giờ, phút, giây cực kỳ tương phản với nền xanh. Kim giây được tách ra góc giữa 7 và 8 giờ. Phần thiết kế mặt số cực kỳ dễ xem giờ, tách bạch và hoàn toàn phù hợp với tiêu chí thường thấy của Putin. Điểm đặc biệt nhất nằm ở cỗ máy lên dây cót thủ công làm từ vàng hồng 18K cực kỳ tinh xảo và hoa lệ, điều gần như không thể thấy được trên đa số các hãng đồng hồ ngoài thị trường. Nó là một cỗ máy có kích thước rất mỏng, dài chỉ đúng 4mm, được căn chỉnh cẩn thận tại 6 vị trí, được cấu thành từ 129 bộ phận phức tạp. Cỗ máy sở hữu 22 chân kính, vận hành ở tần số 21.600 VPH, có 2 ổ cót, đem tới khả năng tích trữ năng lượng 56 tiếng, sử dụng bộ cân bằng độc quyền FreeSprung Appelliner. Bên cạnh vấn đề chính xác và căn chỉnh cực kỳ cẩn thận, mức độ hoàn thiện cầu kỳ của cỗ máy cũng được quan tâm đặc biệt. Cỗ máy được đánh vần rất kỹ lưỡng, các cạnh vát, chi tiết uốn lượn được làm sáng bóng nét căng bằng tay thủ công, sử dụng những công cụ gỗ và rượu đặc biệt bí truyền. Đây là những chi tiết siêu nhỏ mà chỉ có các tay chơi hàng đầu mới để ý và biết tới. Tất nhiên, để tạo tác ra sản phẩm cũng sẽ cần nghệ nhân có kỹ năng bậc thầy. Chiếc đồng hồ được bán ra với giá khoảng 100.000 USD, tương đương khoảng 4,24 tỷ Việt Nam đồng. Những sản phẩm đến từ Appelliner là rất hiếm có và đắt đỏ. Mỗi năm, nghệ nhân này chỉ sản xuất khoảng 1.000 chiếc. Độ tinh xảo của nó là không cần bàn cãi. Đồng hồ của ông hướng đến sự tinh xảo qua từng đường nét và không phải ai cũng biết đến tên. Danh tiếng lẫy lừng dành riêng cho phân khúc cao cấp tầm siêu cấp chắc chắn không phải dành cho người thường, đủ để thấy được đẳng cấp của Putin trong việc lựa chọn đồng hồ. A Langer & Junior 1815 Updown 221025. A Langer & Junior là hãng đồng hồ đeo tay cao cấp tầm cao và siêu cấp có danh tiếng bậc nhất tại nước Đức. Có không ít những tay chơi sừng sỏ xếp hạng danh tiếng của nó chỉ đứng sau hãng Patek Philippe và hoàn toàn đủ đẳng cấp để xếp chung mâm với tam thánh của Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ nhân vật chính của chúng ta ra đời nhân kỷ niệm ngày sinh của Ferdinand Erlanger, nhà sáng lập nhãn hiệu, và bắt đầu có trên kệ khoảng năm 1997 và dừng bán khoảng năm 2008. Kích thước của đồng hồ không quá lớn, chỉ 35,9mm. Thân vỏ được làm từ bạch kim đắt tiền. Mặt số của đồng hồ có thiết kế cực kỳ thực dụng, thanh thoát và dễ xem giờ. Được chia làm 3 phân vùng, kim giờ và kim phút ở chính giữa, kim giây đẩy ra góc 4 giờ và kim báo năng lượng đưa ra góc 8 giờ. Các cây kim đều được nung xanh da nhiệt thủ công cho màu sắc nổi bật rực rỡ trên nền trắng. Cọc số Ả Rập to bản, dễ đọc. Có thể nói, thiết kế chung của đồng hồ không hề phô trương. Nó đơn giản, thanh lực nhưng ẩn chứa đầy sự phức tạp bên trong. Cỗ máy đồng hồ có tên mã L942.1. Đây là dạng máy lên dây cót bằng tay, thiết kế theo kiểu 3/4 đặc trưng của đồng hồ vùng Latsut của Đông Đức. Nó có khả năng dừng kim giây khi chỉnh giờ, sở hữu 21 chân kính, vận hành ở tần số 21.600 VPH, khả năng tích cót lên đến 45 tiếng. Điểm đặc biệt, đó chính là phần hoàn thiện đỉnh cao. Các chi tiết bên trong cỗ máy được vắt cạnh, làm bóng thủ công hoàn toàn bằng tay, được phủ mạ một lớp bạc thật bên ngoài. Sau một thời gian, sẽ xỉn màu nhẹ, tạo nên lớp phủ cực kỳ hấp dẫn, thì vị hiếm có trong thế giới đồng hồ cao cấp. Chiếc đồng hồ có giá bán khoảng 27.000 USD, tương đương khoảng 636 triệu Việt Nam đồng. IWC Pilot Mark 17 Automatic IW326501. Đây có lẽ là sản phẩm đồng hồ có giá thành rẻ nhất trong bộ sưu tập của ông Putin. Câu chuyện vào năm 2017, nhà làm phim nổi tiếng Oliver Stone được biết đến với những kiệt tác điện ảnh như Platon, JFK, Wall Street và Những kẻ giết người bẩm sinh đã được trao một cơ hội chưa từng có.
thực hiện và quay nhiều cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong suốt các tập phim, những người xem tinh mắt có thể thỉnh thoảng bắt gặp thoáng qua cổ tay của ông Putin, và đó chính là chiếc IWC Pilot Mark 17. Mark 17 ra mắt vào năm 2012 và được sản xuất chỉ trong 4 năm trước khi Mark 18 được ra mắt. Và đối với nhiều người, nó đã sửa chữa những sai lầm mà IWC đã mắc phải với mã sản phẩm này. Mark 17 từ lâu đã được coi là một con vịt kỳ lạ trong loạt Mark, và nếu bạn xếp hàng từng mẫu Mark liên tiếp và đặt chúng cạnh nhau, thì đây là chiếc nổi bật nhất giữa đám đông với phần lịch ngày khá lạ lùng. Kích thước đồng hồ là 41mm bằng thép không gỉ, khá vừa vặn với cổ tay ông Putin. Độ dày chỉ 10,8mm khá mỏng. Phần mặt số màu đen tuyền, các cọc số, kim đều có màu trắng phủ dạ quang rất tương phản. Cỗ máy bên trong thuộc hệ loại tự động lên gót, được cấu tạo từ 163 chi tiết, 21 chân kính, vận hành ở tần số 28.800 VPH, có khả năng tích cót lên đến 42 tiếng. Đây là chiếc đồng hồ có tính chất đa dụng, dễ sử dụng, dễ phối đồ, giá cả rất phải chăng, chỉ khoảng 4.000 USD, tương đương 93 triệu Việt Nam đồng. Breguet Marine Automatic Big Date 5817ST. Breguet là một trong những hãng đồng hồ danh tiếng bậc nhất Thụy Sĩ với nhiều giải phân khúc khác nhau. Trong số đó có dòng sản phẩm dành cho hàng hải, có thiết kế rất thể thao và dễ xem giờ. Có lẽ vì lẽ đó mà Tổng thống Putin đã lựa chọn một mẫu trong số đó. Chiếc đồng hồ của chúng ta có tên mã 5817ST, kích thước 39mm rất nhỏ gọn, có độ dày 11,82mm. Phong cách thiết kế đậm chất đồng hồ thể thao với tay càng dài, núm được bảo vệ, mặt số đơn giản, chỉ 3 kim một lịch, khả năng chống nước là 100m. Phần mặt số có thể nói là tuyệt đẹp với kim nung xanh, mặt trắng, ở phần trung tâm được khắc vân Guloche. Điểm đặc biệt ở hãng Breguet đó chính là phần vân được khắc thủ công bằng máy khắc hoa hồng, cực kỳ khó chế tạo và nếu sai một nhịp, phải hủy nguyên cả mặt số, mất đến cả tháng thực hiện. Cỗ máy bên trong sử dụng hệ loại tự động lên gót cơ bản của nhà Breguet, được chế tạo cầu kỳ đẹp mắt, được bổ sung thêm tính năng lịch lớn tại góc 6 giờ. Bánh lắc lên gót được làm từ vàng nguyên khối 18K, được chạm khắc thủ công bằng hoa tiết vân lập, sở hữu 35 chân kính, vận hành ở tần số 28.800 VPH, khả năng tích cót lên đến 65 tiếng. Chiếc đồng hồ được trang bị một dây đeo cao su độc quyền tôn thêm dáng vẻ thể thao mạnh mẽ, giá bán của đồng hồ khoảng 15.500 USD, tương đương khoảng 365 triệu Việt Nam đồng. Blancpain Le Mans Flyback Chronograph. Chiếc đồng hồ tiếp theo vẫn đến từ nhà sản xuất lừng danh Blancpain. Tuy nhiên, nó là một phiên bản đồng hồ bấm giờ thể thao mạnh mẽ. Sản phẩm này có kích thước 40mm, thiết kế thân vỏ tròn hai tầng đơn giản và tinh tế. Nó được bán ra thị trường vào khoảng năm 1996. Mặt đồng hồ có màu đen mun, chia làm 4 phân vùng, 3 ô phụ để hiển thị các tính năng bấm giờ 30 phút và 12 tiếng. Các cọc số, kim giờ phút được làm rất to bản, gắn dạ quang siêu sáng đậm chất quân đội, cực kỳ dễ xem giờ. Có thể nói, đây là dạng thiết kế mặt số bấm giờ dễ đọc và đẹp bậc nhất trong giới đồng hồ cao cấp. Phần nút bấm bên hông cũng được thiết kế gọn gàng đẹp mắt, không quá phù trương. Cỗ máy bên trong có tên là F185, được lấy gốc từ máy FP1185 lừng danh có từ năm 1989. Nó có đường kính 26mm và dài chỉ 5,5mm, được coi là một trong những cỗ máy bấm giờ mỏng và ổn định nhất trên thế giới. Cỗ máy sở hữu 37 chân kính, sử dụng bánh xe cột và ly hợp dọc, có tính năng bấm giờ flyback, có khả năng dự trữ năng lượng lên đến 50 tiếng. Chiếc đồng hồ này được bán trên thị trường với giá khoảng 200 triệu đồng. A Langer & Jonner Turbograph Puckler Merite. Đây có lẽ là chiếc đồng hồ tinh xảo, phức tạp và đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập của Tổng thống Putin. Một sản phẩm có lẽ mà cả đời người của rất nhiều người trên thế giới này có cố gắng bao nhiêu cũng không thể có cơ hội chạm tới. Tuyệt phẩm A Langer & Jonner Turbograph Puckler Merite. Chỉ nhìn sơ qua về thiết kế, các bạn chắc chắn sẽ thấy được sự phức tạp và cầu kỳ bậc nhất mà sản phẩm mang lại. A Langer không phải là hãng đồng hồ tầm thường. Mỗi sản phẩm của họ đều được sản xuất với độ tỉ mỉ cao nhất, kỳ công nhất. Chiếc đồng hồ của chúng ta được hãng đặt trong tâm thế thuộc hệ cao cấp bậc nhất trong giải sản phẩm của họ. Có kích thước khá lớn lên đến 43mm,
được làm từ bạch kim nguyên khối 950. Phần mặt số hiển thị tính năng được làm từ bạc nguyên khối với vô cùng nhiều các chỉ số đan xen có thể khiến bạn hoa mắt. Các tính năng nhìn thấy bao gồm lịch vạn niên, lịch tuần trăng, bấm giờ kép Rajapante, Chubyong và đặc biệt nhất, hệ thống lực liên tục sử dụng dây đai côn xích dẫn động vô cùng phức tạp. Cỗ máy bên trong đồng hồ được cấu tạo từ 1320 thành phần vô cùng cầu kỳ lộng lẫy, chắc chắn sẽ gây sốc với bất cứ người thợ sửa chữa lành nghề nào trên khắp thế giới. Chỉ riêng bộ côn xích dẫn lực đã tiêu tốn 636 bộ phận cực nhỏ. Nó giúp đồng hồ có thể bảo toàn độ chính xác bất kể cót đã suy yếu trong vòng 36 tiếng. Các bộ phận ở phần phía trước là khoảng 206 chi tiết. Chubyong được hoàn thiện đánh bóng đen, tức là làm bóng đến độ khiến cho thép đạt độ bóng như gương phản chiếu, khiến cho màu giống như có màu đen. Đây là chi tiết cầu kỳ và chỉ được tạo nên bởi các nghệ nhân bậc thầy. Phần trung tâm Chubyong được đính một viên kim cương thiên nhiên có tác dụng như chân kính, thay thế cho hồng ngọc, đặt giữa một bệ đỡ nhỏ xíu bằng vàng nguyên khối làm gia tăng thêm vẻ lộng lẫy. Phần pha mặt trăng được chế tác cẩn thận, có độ chính xác lên đến 122,65. Cỗ máy phía sau được làm lộ trong suốt, nhìn thoáng qua trông như một thành phố thu nhỏ với hàng loạt kỹ thuật được trình diễn không giới hạn. Có thể nói, chiếc đồng hồ Langer-Jüner Chubograph Tour Le Mérite được giới chuyên môn đánh giá rất cao, không chỉ phức tạp về kết cấu mà còn cầu kỳ về mặt hoàn thiện đánh bóng, chỉn chu trong từng đường nét, hoa lệ quý phái trong phong cách thiết kế. Chính vì sự khó khăn trong chế tác như vậy mà sản phẩm chỉ được giới hạn sản xuất 50 chiếc, đi kèm giá bán khủng khiếp 480.000 euro, tương đương khoảng 12,3 tỷ Việt Nam đồng. Patek Philippe Perpetual Calendar 3974. Đây là một chiếc đồng hồ rất phức tạp, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1989, nhân kỷ niệm 150 năm thành lập nhãn hiệu và được các tay chơi săn lùng giáo giết. Có thông tin nói rằng ông Putin rất yêu thích mẫu này và sở hữu một cặp màu vàng và màu trắng. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin truyền thông chính thức thì ta thấy ông ấy đeo mẫu vàng trắng. Chiếc đồng hồ có kích thước 36mm nhỏ gọn, bộ vỏ làm từ vàng nguyên khối, mặt số thanh lịch nhẹ nhàng với 3 ô phụ hiển thị tính năng lịch tuần trăng và lịch vạn niên. Bên cạnh đó, nó còn sở hữu tính năng điểm chuông tới phút vô cùng phức tạp. Các tổ hợp complication này chắc chắn phải được xếp ở trên đỉnh của hệ thống chế tạo đồng hồ đeo tay cơ học với giá thành cực cao đi kèm sự khó khăn trong khâu chế tác. Điểm đặc biệt ở mẫu này đó là việc chế tạo bộ phận thân vỏ đã phải nhờ đến nghệ nhân Jean-Pierre Hackmann, lừng danh, một huyền thoại sống trong giới tạo tác vỏ đồng hồ. Ông không chỉ đúc ra một bộ vỏ đẹp mà còn phải khiến cho âm thanh đánh chuông của nó vang vọng tinh tế nhất có thể. Cỗ máy bên trong có tên là Caliber 27RQ, có độ dày 6,8mm, được cấu tạo từ 467 thành phần, tự động lên dây cót, sử dụng bánh lắc cúc áo vàng ròng 22K nguyên khối. Sản phẩm này có giá bán dao động khoảng từ 300 đến 500 ngàn franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 8 đến 13,5 tỷ Việt Nam đồng, tùy theo đơn vị bán ra. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là những chiếc đồng hồ được cho là đang nằm trong bộ sưu tập của ông Putin. Có thể thấy, mặc dù là một chính trị gia có vẻ khô khan và cứng nhắc, nhưng Putin vẫn có quan điểm chiếc đồng hồ rất tinh tế. Đa số những mẫu ông chọn đều sở hữu phần hiển thị đơn giản rõ ràng, đến từ các nhà sản xuất truyền thống hoặc mang nặng tính thủ công. Đây là kiểu chơi đồng hồ có hiểu biết chuyên sâu hoặc đã được tư vấn khá kỹ lưỡng. Tất nhiên, những thông tin mà chúng tôi trình bày ở trên đây chưa hoàn toàn chính xác và đầy đủ 100%, bởi bao quanh lãnh đạo cấp cao luôn có những màn xương cơ man tin thật lẫn tin giả lẫn lộn. Một số tin đồn còn cho rằng số lượng đồng hồ trong két sắt của Putin còn rất nhiều. Ví dụ như họ nói rằng ông sở hữu ít nhất 5 chiếc đồng hồ đắt tiền đến từ nhãn hiệu Ulysse Nardin danh tiếng. Chúng chưa từng xuất hiện trên truyền thông, do vậy không ai dám khẳng định. Vì vậy, ban biên tập chúng tôi cần có sự cẩn trọng khi đưa tin. Mong rằng qua bài viết này, các bạn đọc sẽ có được cái nhìn rộng hơn về một khía cạnh trong cuộc sống của nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất nước Nga hiện nay.